Đồ ngon như trời, bữa nay uống tôi uống yến cho. Không, ông uống 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 ấy đi. Không. Nha, uống yến nha. Ông không, không, đừng 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 đừng. Em biết chỗ thầy anh rồi. Làm sao mà giấu anh em được? Làm sao khải giấu lộc được? Ủa ông tôi ở trên trên núi 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 gọi là núi 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 cao lắm mà ông cũng lên được hả? Đi bằng bằng cáp treo đó. À thầy đó, lúc thầy kêu là ví dụ ông Khải đó hả? Lúc thằng Khải nó lên nó học thầy, nó kêu là nó muốn đầu tư gì đó mà nó nghĩ qua thầy chỉ cho. Rồi thầy lên cho ông mấy cái lon này, tặng mấy lon rồi uống 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 chăn bò hả? Không, thầy mới truyền lại cho em. Một bữa mình nhớ mình nói là thầy đừng có truyền cho thằng Lập mà kỳ ta, thầy này cái kỳ ta. Làm sao mà anh giấu em được chết thầy. Thầy nói là thầy chỉ nhận một đệ tử thôi chứ không phải đệ tử thứ hai mà kỳ ta. Thầy kêu thầy chưa nhận mà. Thầy kêu thầy mới chỉ thôi, thầy chưa nhận đệ tử. Thì tôi nhận đại đó. Tôi kêu sư phụ đại đó mà. Thầy chết thầy rồi, thầy ơi. Chết thầy rồi. Này tự nhiên thầy đưa cho mấy lon nước này chị. Bây giờ nha. Chắc là thầy cho tôi ba lon, ông hai lon đúng không? Không. Thầy chỉ cho một cái trò thích đấu rất là hay. Bây giờ nha, mình xếp như vậy đúng không? Đúng rồi. Anh đi cho vòng 5 bước làm sao mà để cho ba thằng này nằm chung với nhau, mà hai thằng này nó nằm chung như vậy nè. Mà đi một lần là sao? Đi 5 bước mà đi một lần mà đi cặp. Đi một lần á, đợi mà đem xếp lại nha. Đi một lần là phải là đi cặp. Đi cặp. Là cái lần này lần kia. Ờ. Là hai đi một lần đi đi vậy. Không được đi vậy. À. Không được đi đổi. Có nghĩa là mình dụ như là mình tới là đi tới. Ừ. Lui là đi lui vậy. Ừ. Chứ không có được kiểu mà đổ qua đây đây. Ừ. Rồi ok. Đó, chỉ như vậy thôi. Trong vòng 5 bước miễn sao ra như vậy là thắng. Chứ dễ mà. Đó, đi. Bây giờ chơi thách đố gì đây? Thách đố gì đi? Đó, dễ mà. Trong vòng 5 bước nha, đó. Ok. Đây. Anh hiểu em nói chưa? Hiểu là mình đi mỗi lần đi là được đi giày đúng không? Đi cặp này hoặc là đi cặp này như giày hoặc đúng không? Chứ mình không được kiểu là mình đi kiểu mà như giày bỏ qua đây là không được đúng không? Là kiểu là mình muốn sách liền đây đúng không? Hoặc là cũng không có rời đây cũng không sách được đúng không? Không được luôn. Miễn là sát cặp thôi vậy. Rồi ok. Đi 5 bước miễn sao ba lon xì tin nằm chung và hai lon nước ý nằm chung. Rồi ok, coi. Là anh thắng. Rồi. Mà xếp phải xếp như vậy nha, đó, phải xếp hàng đúng không? Rồi ok. Đi thẳng hàng nha. Rồi ok, đi nè. Giờ lên đây đi. Mấy bước? 5 bước, trong vòng 5 bước. 5 bước đúng không? Ừ. Bắt đầu nha. Em cho anh thử 3 lần thôi chứ anh thử cái chục lần chết em á. Bắt đầu nha. Bắt đầu đi. Một lần là đi vậy đúng không? Anh thích đi sau đi, miễn sau không ạ? Hai lon. Ừ, được hai lon đó. Anh ngu gì mình bắt cái lon này đi chứ. Anh biết đi sao đi. Mà mắc lon này này giống như chơi gì Covid cái gì dần á. Ừ. Thì chắc luôn á. Thằng này bước qua đây. Hai lần. Mình không được đi giày đúng không? Không. Đi giày đúng không? Hai lần. Đi thẳng rồi, đi lui thôi chứ không được đi xoay. Ba lần. Bốn lần. Cũng được ta. Một lần nữa. Năm lần. Thì mà sao bên này cũng được hả? Được. Đó, sát vô luôn đúng không? Đó, sao nó nằm như vậy là được. Thử lại lần nữa nha. Anh được ba lần mà. Cái này gọi là gì ta? Gọi là toán học luôn á. Hài não. Hài não lắm á. Rồi. Đây, đại đi. Đại, anh đại, đại gia đình mình có ai biết cái trò này không ta? Tôi không biết nữa. Mà thầy chỉ em vậy đó. Đi lại lần nữa nha. Rồi. Anh thích bóng nào đó? Một lần. Là đi cặp đi vậy đúng không? Hai lần. Ủa mà vậy là mình đâu có được đi thằng này. Không. Vậy hang này bóc được không? Không. Xác mới bóc được phải không? Ừ. Mà cũng không được đi hang này đúng không? Không. Chỉ đi giày thôi. Ừ. Nếu mà được giày thì thắng mẹ rồi. Nói mày đơn giản quá làm gì? Thôi thêm một lần nữa đó. Lần cuối cùng nha. Ừ. Vô lý ta. Rồi vô lý. Để đi là đúng 5 lần thử nha. Ừ. Lần cuối cùng nha. Ừ. Một lần nè. Một lần. Là đi chỉ đi thẳng thẳng chứ không có được chéo xét rồi đó. Ừ. Hai lần. Hai lần. Mình nhích cặp nữa. Đúng đi cặp đấy chứ nữa. Ba lần. Bốn lần. Ủa sao kỳ vậy? Năm lần. Thôi xong rồi. Sao kỳ vậy ta? Ông làm được không? Làm được với đối, không làm được đối làm gì? Ông đi đưa. Ê, nếu không được là tôi quýnh ông á, tôi nói thiệt á. Lần này là tôi quýnh á.
nghĩ sao mà quê, đi kỳ chả anh quê bị kia anh giấu chỗ nào cũng bị mình thấy được quê vô lý vô lý vô lý vô lý vô lý ê đưa cái mặt lên coi thầy. Ê mà cái mặt mà kiểu mà chơi gian lận là cũng bị quýnh á nha, tôi nói rồi nghe chưa nè, bắt đầu nha. Ê được 5 lần mà đi đúng y như mà ông chỉ, chứ còn cần kiểu ăn gian là không được đó. Đúng rồi. Rồi ok ông đi coi. Đây nha, 5 lần nha. Rồi. Một lần. Ừ. Hai lần. Ba lần. Đó còn 2 lần nữa ông nội. Bốn lần. Năm lần. Ok. Làm sao? Vô rồi đó. Ông đi lại lần nữa coi, đi lần nữa tôi làm lại coi. Ông làm lại lần nữa coi. Ông đi, ông xích vô đây xíu rồi, ông đi qua đây nè. Ờ. Rồi, gian gì đâu sai đâu. Đây nè, bắt đầu nè. Một lần. Ê, nha. Không sai nha. Nó sai đâu? Rồi. Hai lần. Ừ. Ba lần. Ừ. Bốn lần. Ừ. Năm lần. Cái này sao ta? Anh làm đi. Bốn lần đi. Cho đánh con heo ra bị chặt. Ôi sao xin lại. Bốn lần. Còn lần thứ 5 nữa thôi. Lần rút ở đâu? Lúc không tôi nhớ ông là bỏ một cái ở giữa là đúng 5 lần đó. Không cho tôi làm lại một lần nữa thôi, một lần nữa thôi, duy nhất thôi. Rồi, đâu? Bắt đầu đi, một lần nữa thôi. Cái này dễ dũng não lắm luôn á. Đi y ông luôn nè. Một lần. Hai lần. Đó rồi, còn vô rồi, còn vô rồi. Vô rồi. Ba lần. Vô rồi đó. Bốn lần. Đâu. Quýu. Ê. Mình lũng nào cũng chết luôn rồi, có biết cái gì đâu, thấy tôi cũng đi y nhau, sao được, không đi được. Ông trên á. Cấu, giang hồ chơi cấu. Nhưng mà tại sao tôi đi y nhau sao đi không được, mà không đi được. Em đi chậm cho thấy mà ơi, chơi mà chơi mà chơi cấu là sao vậy, chơi mà trời nên đây ấy là cái sao. Ông có liên lệ lắm không? Anh quay trực tiếp mà. Chơi mà chơi, chơi cấu. Chơi mà chơi cấu. Nhưng mà cái này cái trò tính toán mà sao mà tôi không nghĩ, tôi không chơi đó. Chơi mà chơi cấu à. Nghĩ sợ á. Nghỉ chơi luôn.